chúng ta có thể dùng được những cái gì nữa ngoài cái việc đánh giá các cái thông số soi mặt nghiêng? Thì đó là đánh giá mức độ phát triển của xương hàm. Ok. Nhưng tại sao mà chúng ta lại cần phải đánh giá mức độ phát triển của xương hàm? Trong chỉnh nha thì chúng ta có một phần rất quan trọng, đó là tác động và cái sự tăng trưởng của xương hàm rất quan trọng. Và nó là một cái lĩnh vực mà vẫn tiếp tục được rất nhiều các cái đề tài nghiên cứu về cái phần này mà cũng chưa có câu trả lời, một số phần vẫn chưa trả lời được cái chính xác được. Có bạn nào đã sử dụng những cái khí cúc nào đó liên quan đến tăng trưởng hay chưa?